Các bạn. Chào Phan Trung Thành, chào Việt nhé. Chào Việt Hương. Hoàng Tuấn nhé, chào. Chào Đức, em đứng đây từ chiều mà. Thầy thì vừa dạy các bạn lớp off xong, cần đứt hơi. Lớp họp suốt từ 3 giờ chiều 5 giờ rưỡi. Thầy vừa nằm nghỉ được khoảng 20 phút. Thế cho các bạn. Thường là sau khi dạy xong lớp họp thì thầy hay nghỉ đấy. Và hôm nay là cái lịch này đã là định trước rồi. Khả năng cao thì sang tuần sau thầy sẽ livestream cho các bạn là 2 3 à đâu. Mic có vấn đề á? À? Mỗi lần livestream này mic có vấn đề nhỉ? Để thầy rút mic ra cắm lại anh em một chút. Alo, mẹ mắt nấu cơm 4 giờ à? Trốn nấu cơm vào học bài. Úi dồi ôi, mic to chưa? Mic to chưa anh em nhỉ? Chắc to lắm rồi cần gì nữa. Mic to chưa anh em? Chắc chắn là to rồi. Chờ thầy liệt đi à? Như nào? Mic to chưa các bạn nhỉ? Chia sẻ thầy cái. Mới được có 400 bạn đây này. To chưa? Các bạn vẫn có thể đăng ký khóa lý thuyết bình thường nhá. Hôm qua thầy thấy chị Duyên bảo là được 1.200 bạn rồi. Được 1.200 bạn rồi. Chắc là vẫn mở đợt, tức là vẫn đăng ký tiếp thôi. Chắc là thôi không giới hạn nữa. Bởi vì là các bạn đăng ký nhiều quá thì các bạn cứ chuyển tiền. Bây giờ không nhận thì làm sao được, sẽ chuyển lại tiền. Nó dở hơi. Được chưa? Rồi, mic to cả loa nha, em nghe thấy à? Ok. Buổi lý thuyết còn đông bài tập. Đúng rồi, lý thuyết học thích hơn mà. Thầy nhớ còn thằng TNQ thì nhớ mà. Thầy chào em cái, chào Chính Đinh nha. To mic chưa? Thầy thấy to lắm rồi đấy. Rồi, khóa lý thuyết của chúng ta sẽ chính thức học từ thứ 3 tuần sau. Và thi cũng từ thứ 3 tuần sau. Khóa lý thuyết là live stream trong nhóm, up video trong nhóm. Nếu như buổi nào thì không live stream được thì sẽ up video. Còn là chúng ta thi online ở trên website 9.000 câu lý thuyết. Đấy là bạn nào thích đăng ký, tức là yếu lý thuyết, thích đăng ký thì đăng ký. Còn tự tin lý thuyết rồi thì thôi nha, thầy cái này thầy là tự nguyện nha. Thầy nhớ em không? Chào thầy lần thứ N. Ok, chào em nha. Tuần 4 buổi em nhá, tuần 4 buổi, tuần này dạy các em 5 buổi. Tuần này dạy các bạn 5 buổi rồi. Trong đề thi trung học phổ thông có mấy điểm lý thuyết? Nếu mà xét về các câu dễ thì có khoảng 24 câu. Các bạn đây thì bật cho các bạn luôn. Nói chung là mỗi năm nó mỗi khác, có những năm nó thi lý thuyết dễ và có những năm nó thi lý thuyết lại khó. Cũng không biết được đâu mà lần. Và lý thuyết thì các em thường em phải học nhiều, có thể ngồi nhà làm thì nó dễ thật đấy. Nhưng lúc đi thi thật sự thì là gì nhỉ? Lại là khó. Nên là khó hay dễ thì nó phụ thuộc vào tâm lý của các bạn lúc đấy. Nó phụ thuộc vào tâm lý của các em lúc đấy nha. Đây, ví dụ đề chính thức lần 1 năm ngoái này, các bạn nhìn nha. Đề chính thức lần 1 năm, em cứ mở đây năm ngoái em sẽ biết luôn. Đề chính thức lần 1 năm ngoái, nếu mà xét về lý thuyết nha, thì nó khoảng 30 câu dễ. Nó có đúng 7 điểm rưỡi là dễ. Đây, 7 điểm rưỡi là dễ. Là 30 câu, không phải 24 câu đâu. Được chưa? 30 câu dễ các bạn nha. Từ 31 trở đi thì nó mới khó. 31 trở đi thì bắt đầu nó mới khó. Nó kinh khủng hơn. Đây đề năm ngoái. Đây đề đại học năm ngoái. Đúng chưa? Rồi, tóm lại nó dễ hay không nó phụ thuộc vào cái tâm lý của các em trong quá trình ngồi làm đề ấy. Có tự tin hay không? Ví dụ các bạn thấy là ví dụ như có một câu rất là khó chịu này. Ví dụ câu sau này là trong đề năm ngoái này. Hiện tượng nào sau đây ứng dụng để luyện nhôm?
Thôi, không học lý 11 sao biết được? Trừ khi ông nào học hóa thì biết câu định luyện nhôm để là gọi là hiện tượng nào. Có đúng không? Còn lại nếu như bạn nào mà không học lý 11 thì là đứt luôn về câu này. Nên hôm nay thầy mới cho các em rất nhiều các câu lớp 11. Đề hôm nay bạn nào để ý thì cực kỳ nhiều câu lớp 11 nha. Lý thuyết mình chỉ học lúc 6 giờ chiều nha. Chỉ học 6 giờ chiều thôi nha. Thấy chưa? Đăng ký khóa luyện đề, nói chung là đăng ký khóa luyện đề hay đăng ký khóa cấp tốc 100 ngày, kem inbox về fanpage. Đấy chưa? Inbox về fanpage nha. Đấy, thì có hai loại khóa, một là khóa cấp tốc 100 ngày, tức là luyện đề và tổng ôn, được tặng kèm khóa chuyên đề. Đúng không ạ? Giá khóa học là 790.000, các bạn inbox về fanpage học từ giờ đến khi thi. Và cuối khi mà học xong chương trình rồi thì thường thì sẽ kết thúc chương trình trước 2 tuần trước khi thi. Thì 2 tuần sau đấy thì nếu bạn nào học tiếp thì thầy sẽ tặng tiếp, tức là những bạn trong nhóm của thầy đấy, thầy sẽ tặng tiếp khóa cấp tốc 14 ngày cuối cùng nha. Còn nếu bạn nào mà không có điều kiện kinh tế mà chỉ muốn học lý thuyết thôi thì sẽ có khóa lý thuyết là 99.000. Đấy chưa? Đấy, một gói là 790.000 cho học full chương trình luyện đề tổng ôn, tức là học nặng hơn. Tức là chủ yếu là cái khóa 790.000 là mục tiêu là các em diệt 10 câu cuối, diệt 10 câu cuối. Còn cái khóa 99.000 này chúng ta diệt là khoảng 24 câu đầu tiên. Đấy chưa? 24 câu đầu tiên nha. Rồi. Nào. Ok, bắt đầu học nha, 800 bạn rồi. Hơi ít nhỉ. Đây là buổi cuối cùng học lý thuyết trong tuần này. Ok chưa? Và hôm nay thầy dạy các bạn rất nhiều các câu lý thuyết của lớp 11 nha, lớp 11 nha. Thứ ba tuần sau bắt đầu khai giảng khóa lý thuyết. Đấy, thầy nói luôn là có hai khóa học, một là khóa học 790.000 là diệt mục tiêu là diệt 10 câu cuối. Đấy chưa? 100 ngày cuối cùng diệt 10 câu cuối. Còn lại là khóa 99.000 là khóa lý thuyết là diệt 24 câu đầu, tùy các bạn nha. Các em gọi là có kinh tế như nào đăng ký cái đấy. Ok chưa? Rồi. Chiến đấu. chiến đấu. Bắt đầu. Đề 5, chuỗi 7 ngày lý thuyết. Chiến đấu các bạn nhé. Phát biểu nào sau đây là đúng? Tia X có bản chất là sóng điện tử, đúng không các em nhỉ? Tia X của chúng ta có bản chất là sóng điện tử. Ôi chết rồi. Cái bút của thầy nó bị đơ rồi các bạn ơi, chết rồi. Sao vừa mới livestream cho lớp off xong, bây giờ cái bút nó lại đơ. Ồ. Thế nó mới đều chứ cái bút của thầy nó bị đơ rồi các em ạ. Đều thực sự nó không viết được lên màn hình, thì phải đang dùng chuột viết. Hôm nay có câu nào khó mà cần phải dùng bút không nhỉ? Thôi chắc hôm nay không có câu nào khó phải dùng bút đâu. Thầy vứt bút đi luôn rồi nhá, dùng chuột khoanh nhá. Được chưa? Câu 1 phát biểu đúng. Tia X có bản chất là sóng điện tử 1B. Câu số 2, tính chất cơ bản của từ trường là tác dụng lực từ lên nam châm và dòng điện đặt trong đó, vì xung quanh nam châm và dòng điện là có từ trường và từ trường sẽ tác dụng lực từ nên nam châm và dòng điện đặt trong nó. Câu 2 là C. Đúng chưa? Lớp 11. Tiếp, câu số 3, công của lực điện không phụ thuộc vào cái gì? Công của lực điện không phụ thuộc vào hình dạng đường đi hay là quỹ đạo của đường đi, nó chỉ phụ thuộc vào tọa độ của điểm đầu và điểm cuối. Anh quất em đi, AQED, nhớ chưa? Đây là công thức tính công của lực điện. D của chúng ta là gì nhỉ? Hình chiếu của quãng đường lên phương của đường sức điện. Tức nó không phụ thuộc vào hình dạng đường đi nha. Đấy, phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối. Nhớ chưa nhỉ? Tọa độ điểm đầu và điểm cuối nha. Thầy viết bằng chuột nên chữ nó hơi xấu tí, anh em thông cảm nha. Tiếp, câu 14, bạn nào học hóa thì mới biết, còn bạn nào học học lý thì lớp 11 thì biết. Trong chất điện phân, dòng dịch chuyển là dòng có hướng của cái gì? Hạt tải điện trong chất điện phân là hạt ion âm và hạt ion dương. Ví dụ biết LaCl, đúng không ạ? Natri cộng và Cl trừ, đúng không ạ? Thì nó là ion âm và ion dương nhá. Thì em chú ý này, nó có hai cực là anode và cathode, nghe chưa? AK, kiểu súng AK các em, đây là dương này. Đấy, âm này. Anode là cực dương, cathode là cực âm. Thì ion âm thì phải đi về cực dương, nghe chưa? Ion âm đi về anode và ion dương đi về cathode là đi về cực âm, xong chưa? Nên 4 của chúng ta đáp án B là chính xác. 4 là B các bạn nha. Xong chưa? Đấy, và các bạn học hóa biết là cái này được gọi là cái gì không? Đấy, cái ion âm ngoài cái tên là ion âm nó còn được gọi là cái gì không? Nhớ là không phải là electron nha. Nghe chưa? Trong chất điện phân, hạt tải điện là ion âm và ion dương. Nghe chưa? Học hóa có biết là cái hạt ion âm đi về cực dương, tức là đi về anode, được gọi là cái gì không? Hả?
được gọi là anion, nghe chưa, được gọi là anion. Thầy viết bằng bút bút, thầy viết bằng 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 chuột nên chữ hơi xấu nhá. Đây là anion. Có cái được gọi là cation, nghe chưa, được cation, cation, chữ ca đấy, cation, được chưa? Đấy, ok chưa? Rồi tiếp câu 5, xuất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện. Đáp án A, à, đáp án B là chính xác, 5 là B. Xuất động là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của lực lạ bên trong nguồn điện. Nghe chưa? Tiếp câu thứ 6, F bằng quả bóng vàng, đây, QBV nhân sin alpha, câu 6 đáp án A là chính xác. Được chưa? Câu 7, ảnh của một vật được tạo bởi thấu kính phân kỳ không thể là ảnh thật. Thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh ảo. Xong chưa? Ok. Cái gì bạn thì bạn comment rất là hóa học đấy. Bạn hiểu là gốc axit là cái gì đấy. Thầy thì thầy chỉ cần chắc em nhớ là chạy về cathod thì gọi là anion, chạy về cathod là cation. Thế thôi, nghe chưa? Chứ còn thầy thì cũng không giỏi hóa lắm, cũng không để ý được gốc gốc gì đâu. Nghe chưa? Rốt hóa nó vào ngấm vào máu được em ạ. Tiếp câu thứ 8, khi nói về dòng điện trong kim loại, phát biểu nào sau đây là sai? Hạt tải điện là ion âm, ion dương là sai. Hạt tải điện trong kim loại là các hạt electron tự do nha. Đúng rồi, thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh ảo. Ảnh ảo thì sẽ cùng chiều với vật, nhưng ảnh ảo của thấu kính phân kỳ thì nhỏ hơn vật, còn ảnh ảo thấu kính hội tụ là to hơn vật nha. Tiếp câu thứ 9, đồ thị biểu diễn lực tương tác Coulomb giữa điện tích đấy với quan hệ bình phương khoảng cách. Em nhớ này, lực điện thầy viết bằng chuột nên nó hơi xấu nha. KQ1Q2 chia cho epsilon bình phương. Đấy chưa? Đây là đồ thị của F theo R bình. Tức là em coi như R bình là ẩn. Đây là theo R bình nhá, chứ không phải theo R đâu. Nghe chưa? Tức là giống cái đồ thị mà Y bằng K trên X. Nghe chưa? Đồ thị mà Y bằng K trên X nó là gì cận nhỉ? Một hyperpole. Đây, nó kiểu như này. Thầy viết bằng chuột nên chữ hơi xấu, bút của thầy nó không viết được nữa. Xong chưa? Hyperpole, đáp án C là chính xác. Đồ thị nó trượt xuống như này nhá. Xong chưa? Đồ đây các bạn coi cái R bình ẩn X, hiểu không? Nên đồ thị là Y bằng K trên X, nó là hyperbole. Ok không ạ? Chính là C. Tiếp câu số 10, hiện tượng cảm ứng điện từ là hiện tượng, à hiện tượng tự cảm. Tất nhiên nó phải là hiện tượng cảm ứng điện từ. Những kiểu hình chữ nhật nó phải là hình tứ giác. Ok không ạ? Do sự biến thiên từ thông của mạch đấy, gây ra bởi chính dòng điện trong mạch nha. Hiện tượng cảm ứng điện từ là xuất hiện trong lòng ống dây. Đấy chưa? Và ống dây này có một cái từ thông riêng là L nhân Y. Đấy, từ thông riêng của ống là lấy độ tự cảm của ống dây nhân với dòng điện qua ống dây. Và chính cái dòng điện này biến thiên này này, đấy chưa nhỉ? Nó sinh ra cái sự biến thiên của từ thông. Mà khi từ thông biến thiên thì sẽ sinh ra xuất điện động cảm ứng. Ok không nhỉ? Đấy, hay gọi là xuất động tự cảm bên trong ống dây. Đấy, chúng ta tóm lại hiện tượng tự cảm là do chính cái sự biến thiên của dòng điện nha, trong cái cuộn dây gây ra. 10 là A chính xác. Câu 11. Nào, một đoạn dây thẳng có dòng điện I nằm ngang đặt trong từ trường B hướng từ trên xuống, lực từ có chiều như thế nào? Các bạn lưu ý, lực từ hay lực Lorentz, nói chung nó đều là lực từ hết. Lực Lorentz cũng là lực từ thôi, tác dụng lên điện tích. Bà nhận mà đã nhắc đến lực là chúng ta dùng tay trái. Nhớ là nhắc đến lực là dùng tay trái. Nhớ chưa? Nhắc đến lực là dùng tay trái. Ok nha các bạn nhé. Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ đâm vào lòng bàn tay. Chiều từ cổ tay ngón tay là chiều dòng điện. Chiều ngón tay cái trái 90 độ là chiều của lực từ. Lực từ lúc này hướng sang đây. Nghe chưa? Đấy. Lực từ F hướng sang đây. Ok không? Hướng sang bên tay trái. Ok. Nằm ngang hướng sang trái. Đáp án D là chính xác. Nhớ nhá. Nói chung nhắc đến lực là ta dùng tay trái. Ok. Rồi. Nhớ nhá. Tiếp câu thứ 12, nói chung rất nhiều câu lớp 11 đấy các em ạ. Độ to của âm là đặc trưng sinh lý gắn liền với mức cường độ âm. Câu 12 là B chính xác. Câu 13 có biết làm không? Thật thầy không có bút, cái câu này hơi khó làm với các em này. Một máy phát điện xoay chiều 3 pha. Pha thứ nhất có giá trị đúng bằng cực đại, tức là đang ở biên dương. Đấy chưa? Pha thứ nhất có giá trị cực đại đúng ở biên dương E1 đây. Nghe chưa nhỉ? Và nó bằng 220 luôn. Nó có cực đại là 220 thì biên của nó là 220 và các e còn lại lệch với nó một góc 120 độ. Nghe chưa? Thầy dùng chuột nên chữ nó hơi xấu một chút nha. Em thông cảm nha, bút thầy bị hỏng. Nghe chưa? Từ đây các bạn hạ xuống, đúng không ạ?
Đấy, góc hợp bao nhiêu độ các em nhỉ? Mỗi EA lệch nhau 120 độ, đúng không? Nên góc hợp bên là góc 60, đây góc 60 nha. Góc 60 là 1 phần 2 chưa? Mà ở phần âm chưa? Là âm 110, đúng không ạ? Đáp án C là chính xác. Các em thông cảm nhá, thầy hết sức rồi, với dòng chuột là nó hơi bị xấu, anh em rất hết sức thông cảm. Đúng chưa? Rồi, câu 13 là C nha. Tiếp câu số 14, chu kỳ của mạch là T bằng 2π chia cho omega, đúng không ạ? Mà chia cho omega đây, cái nhớ này, Y0 của chúng ta bản thân nó là gì nhỉ? Q0 chia nhân với omega. Có đúng không? Đấy, thì có đúng là 2π chia omega chưa? Đáp án D là chính xác, 14 là D. Làm quá nhiều rồi. Tiếp câu số 15, vai trò của lăng kính trong máy quang phổ, lăng kính là dùng để tán sắc ánh sáng. Được chưa? Nhiệm vụ của lăng kính là dùng để tán sắc ánh sáng nha. Ok, 15 là C. Câu thứ 16, bước sóng mà mạch bắt được. Bước sóng của chúng ta là 2π C căn LC. Được chưa? Tức là ủa, xấu quá nhỉ. Tức là bằng, các bạn rất thông cảm hộ thầy nha. 2πc này giữ nguyên này. Căn LC chính là chia cho omega. Một phần omega chính là căn LC. Mà chia cho omega thì chính là cái gì nhỉ? Y0 chia cho Q0. Vậy dưới mẫu là Y0 nghịch lên tử nó sẽ là thành Q0. Đáp án A là chính xác, 16 là A. Được chưa? Hôm nay hơi buồn, buổi cuối bút lại hỏng, thế lại không để ý. Có cộng lại thành âm 120 không thầy? Người ta bảo là hai pha còn lại đều hợp với trục hoành góc 60, nên bản chất là E2, thấy chưa? Nó bằng E3 nhá, bằng âm 110. Người ta không hỏi tổng nữa các bạn nhé, thấy chưa? Đấy. Rồi, à ở trong lấy T ở trên luôn cũng được. Tiếp câu số 17, mốc thời gian là lúc ở đâu? Các bạn chú ý này, đây là người ta cho phương trình của vận tốc, em phải tìm được phương trình của ly độ cơ. Thì phương trình của ly độ đấy, đây viết nếu mà chuẩn ly độ nhá là một này, cốt này, đấy chưa, trời ơi dặn từng từ một, 2t trừ cho pi trên 2, có đúng không? Đấy, em phải chuẩn về phương trình của ly độ, mà pha của ly độ lúc này là âm pi trên 2, tức là qua cân bằng theo chiều dương. 17 là D, đúng không ạ? Pha là âm pi trên 2 chưa? Là qua cân bằng theo chiều dương. 17 là D nha. Câu 18, tia có bước sóng nhỏ nhất. Con này học học 3 lần rồi ấy. Hôm nay buổi thứ ba đấy, sao nó vẫn lặp lại được nhỉ? C chính xác, X là tia mạnh nhất, bước sóng nhỏ nhất, có đúng không? Học bạn đã học 3 buổi rồi nay là toàn là câu này rồi. Đặc trưng nào không phải đặc trưng sinh lý? Đó là gì các bạn nhỉ? Cường độ. Nghe cái từ cường độ sặc sặc mùi vật lý rồi, nghe chưa? Đấy, sinh lý là cao to, âm sắc nha. Ok. Tiếp, câu 20, dao động có biên độ giảm dần theo thời gian là dao động tắt dần. Nghe chưa nhỉ? 20 là C nha. Tiếp, 21 hay 22? 21. Giá trị của I max. Đây, mạch của chúng ta để I max omega biến thiên. Để I max tức là có hiện tượng cộng hưởng, đúng không ạ? Omega trên I max là cộng hưởng. Cộng hưởng I max thì là U chia cho R. 200 căn 3 chia 200 căn 3, đây là hiệu dụng mà các em, thì là 1 nhá. 21 đáp án A là chính xác. Thầy thấy chữ thầy số dần nhiều đấy. 21 là A nha. Tiếp 22, sóng ngang dao động là vuông góc với phương truyền, đáp án A chính xác. Được chưa? Nào. Câu 23 đáp án gì? Thầy vừa dạy xong. Thầy vừa dạy về cái độ tự cảm xong. Từ thông riêng. Ôi chết, thầy có nhầm câu trên không? 21 là A đúng không? Đúng rồi. Các bạn phải lấy hiệu dụng là 200 căn 2. À 200 căn 3 chia 200 căn 3 là 1. Câu 23 vừa dạy xong nhá. I max là U trên R, cộng hưởng mà. Dạ, còn P max là U bình trên R. L nhân Y, từ thông riêng của mạch L nhân Y. Câu 21 là B á. Sao lại là B được? Câu 21 không phải là B các bạn nhá. Nhưng bạn nhầm lắm. Đây bạn Mỹ Hoàng Linh gì đây này. Đấy chưa? Đây, vì sao không phải là B các em biết không? Vì đây là hiệu dụng, em phải lấy U hiệu dụng là 200 căn 3 chia 200 căn 3. Người ta bảo là dòng điện hiệu dụng đạt giá trị cực đại. Hiểu không? Tức là bản thân Y hiệu dụng đạt cực đại, chứ không phải người ta hỏi là Y cực đại đạt cực đại. Nó khác nhau đây các bạn nha. Đấy chưa? Đấy, nó khác nhau thôi nha. Đồng ý là Y mắc. Đấy, nhưng mà đây là
y hiệu dụng mắt. Mà nhầm cái này chứng tỏ học rất yếu lý thuyết nha, học rất yếu lý thuyết luôn, siêu yếu lý thuyết. Tức là y hiệu dụng mắt, nhớ chưa? Thế em phải hiểu, em phải lấy u hiệu dụng nha. Rồi, trời ơi, rất yếu lý thuyết. Những bạn nào mà nhầm coi thanh B là siêu yếu lý thuyết, thầy dạy con này phải đến hàng nghìn lần rồi, nghe chưa, quá nhiều lần rồi. Những bạn nào mà bây giờ mới biết cái này chứng tỏ bây giờ mới học với thầy đúng không, thầy dạy hàng nghìn lần rồi nha. Nào, nó 1.000 lần nó là phóng đại, ý là nó rất nhiều lần rồi, hiểu không? Rồi tiếp câu 20, khi sử dụng máy vô tuyến, người ta xoay núm giò, xoay nút giò của đài để thay đổi tần số riêng của mạch chọn sóng, bởi vì tần số riêng là F này bằng 1. Đừng chửi các bạn đần, chửi các bạn là ngu học thôi là đã quá đáng lắm rồi, lại chửi các bạn là mấy thằng đần này, thằng nào vừa chửi nhỉ? C. Biến thiên để thay đổi F riêng nha, đáp án D là chính xác. Sao lại chửi mấy thằng đần này? Trời ơi, gọi là cười người hôm trước, hôm sau người cười. Ở đây chỉ có một người được chửi các em thôi là thầy, chứ vì thầy bây giờ không phải thi nữa. Mấy cái thằng mà cứ chửi mấy thằng khác là đần nên xong mới xong cho đi thi sai ngại lắm ấy nha, thấy chưa? Chết. Tiếp câu 25. Gia tốc cực đại là omega bình nhân a, 25 là a. Thấy chưa? Câu 26, tần số F bằng P nhân N, đáp án B. Đúng không ạ? Câu 27. Bước sóng 25 m, đúng không ạ? Thuộc loại sóng nào? Cỡ khoảng chục mét là sóng ngắn, vài mét là cực ngắn, đúng không ạ? Trung là vài trăm mét, dài là vài nghìn mét. Nghe chưa nhỉ? Đấy, 26 à 27 là sóng ngắn nha. C chính xác, 27 là C. Đấy chưa? C nha. 28. Hai đầu cố định đang có sóng dừng với ba bụng, ba bụng là ba bó mà tổng là 90, tức là mỗi bó thì dài 30. Vậy bước sóng nó phải là 60, 28 là C. Được chưa? Ok. Hình như là mai là sở sở gì thi nhỉ? Sở Ninh Bình thi lý đúng không? Bạn nào ở lên Ninh Bình mai thi lý gửi đề thầy nhá. Câu 29. Chọn đáp án đúng. Ly độ, vận tốc, gia tốc, biến thiên như thế nào các bạn nhỉ? Như thế. Về pha của ly độ, vận tốc, gia tốc à? Nào, vận tốc ngược pha tốc là sai này. Vận tốc chậm pha ly độ là sai này, ly độ cùng gia tốc là sai này, D là đúng. Ly độ chậm pha pi trên 2 với gia tốc, nghe chưa? 29 là D. Tiếp 30, cường độ âm tại M gấp bao nhiêu lần N? Ra nếu mà có bút thì thầy sẽ chưa cho các bạn, nhưng mà thôi do không có bút thì thầy nhẩm luôn nhá. 10 mũ 2, 10 mũ 4 trên 10 mũ 2 thì là 10 mũ 2. 10 mũ 2 là gấp 100 lần, đáp án B là chính xác. Do là thầy đang viết bằng chuột, thầy không biết đổi được, nó khó, nó viết dài lắm, hiểu chưa? Nên em rất thông cảm vì thầy chữa con này rất nhiều lần rồi nha. Có viết không nhỉ? Đây L, thấy chưa? Bằng log. Thầy viết viết bằng chuột nó khó viết lắm các em, thấy chưa? Nó bằng log của y trên y không, thấy chưa? Đấy nha, tức là y nó là 10 mũ L nhân với y không, thấy chưa? Các bạn lấy hai cái y chia cho nhau chính là lấy hai cái 10 mũ L chia cho nhau. 10 mũ 10, đây là L thì theo Ben, 10 mũ 4 chia 10 mũ 2 là 10 mũ 2, để cho y không dự chỉ tiêu nhá. Xong, tiếp 31, khoảng cách sóng dừng giữa song sóng dừng, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp lambda chia cho 2, C chính xác. Ô, Minh Bình thu đề các em, thế dẹo rồi. Bằng một cách thần kỳ ở đó các em hãy chụp đề cho thầy nhá. Ok chưa? Bằng cách thần kỳ ở đấy các em hãy chụp đề cho thầy, cố gắng nha. Hack hack phải hack nghe nhá, hack đề về cho thầy. Quãng đường vậy thì phải treo thưởng. Rồi mai đứa nào mà có đề Ninh Bình gửi thầy đầu tiên thì thưởng 50.000, được chưa? Đấy thì thưởng 50.000 vì thu đề mà vẫn có đề mang về, chứng tỏ là rất là nói chung là ao trình, nghe chưa? Ao trình nha. Nên là đứa nào mai con Ninh Bình có đề đưa thầy thì cho 50.000 nhá. Được chưa? Nào, nó phải có phần thưởng thì nó phấn khởi đúng không? Khoảng thời gian để sóng truyền được quãng đường là một bước sóng là một chu kỳ. Một chu kỳ truyền được một bước sóng. À chính xác. Tiếp 33. Máy biến áp có tỷ số vòng dây thứ cấp và sơ cấp là 2. Đấy chưa? Thì nếu như đặt vào sơ cấp là U thì thứ cấp nó phải là 2U vì thứ cấp là gấp đôi sơ cấp. Xong chưa? Nha. Đấy, nên sơ cấp là U, thứ cấp nó phải là 2U. Ok không nhỉ? Tiếp 34. 34.
Nào. Biên độ bằng 10, chu kỳ bằng 2, trong khoảng thời gian 0,5 giây, quãng đường mà vật có thể đi được. Tôi chết cha câu này rồi, câu này không có bút thì hơi khó viết. 0,5 giây là t chia 4. T chia 4 đi được quãng đường. Các bạn làm cái này nhá. Các bạn sẽ chọn đáp án nhỏ nhất hoặc lớn nhất, được chưa? Thường những cái câu mà có thể, thường thôi nhá, là chọn nhỏ nhất hoặc lớn nhất. Thì SC max đúng không ạ? Là A căn 2 đúng không ạ? Là 10 căn 2. 10 căn 2 của chúng ta đúng không? 10 căn 2 thì nó là 14. Tức là SC max nó khoảng 14 phẩy mấy. Nên 10 năm là không thể đi được này. Nghe chưa? À, không thể thì mới lên là chặn. Tóm lại em làm bình thường. Không thể thì thường thường là chọn lớn nhất hoặc nhỏ nhất. Còn có thể thì chưa chắc đâu nha. Tóm lại là tốt nhất là không mẹo mực gì hết. Nghe chưa? Không mẹ mực gì hết. Max là 14 thôi. Vậy 15 là không thể này. Đấy chưa? Với tính min này. Chết được, cái này không có bút. Nó rất khó viết các ông ạ. SC min nha, là 2 lần của A trừ A căn 2. Đấy chưa? Chết, cái này mà bạn nào mà chưa học bao giờ nhìn không hiểu đâu. Thôi khả năng cao thì những bạn nào mà học thầy lâu rồi thì hiểu nhé. Đứa nào mà chưa học này thầy thì thông thông cảm hộ thầy phát. Thầy không có bút. Nghe chưa? Em rất rất thông cảm với thầy phát. Điều này thầy không có bút, thầy nó viết bằng chuột. 1 trừ 1 phần căn 2. Rất là quen đúng không? Đấy. Nào, min là 5 phẩy mấy? 5,8. Nha. Vậy thì không thể là 4, không thể là 3, chọn 8. Đấy, nó khoảng lưng chừng. Khoảng lưng chừng, lưng chừng, lưng chừng, lưng chừng, lưng chừng. Thấy chưa? Đó, tức là không phải lớn nhất, không nhỏ nhất. Đây là có thể thì chọn cái khoảng lưng chừng bên trong. Còn hình như là có cái mẹo là những cái câu mà bảo là không thể là thì hãy chọn lớn nhất hoặc nhỏ nhất, đúng không? Nha, thôi được rồi, bạn nào mà chưa học thầy thì thông cảm một thầy phát nha. Được chưa? Thầy không có bút. Nào, câu 35. Đây. Máy biến áp, máy phát điện, động cơ không đồng bộ đều hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện tử. Nghe chưa? Tức là các loại máy điện của chương 3 đều là hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện tử. Nghe chưa? BD nha. Bạn nào bảo sai đề 34 thì vẫn làm được mà nha em. Người ta hỏi có thể, tức là tính S max, S min và chặn ra nha. Max là khoảng 14, min 5,8 đúng không ạ? Rồi. Max là 13 bao nhiêu nhỉ? Max là 13 đúng không? 10 căn 2. 14, đúng rồi, 14. Chuẩn nha. 36, 36. Trong động cơ không đồng bộ, khung dây đặt trong từ trường sẽ có tốc độ góc đặt trong từ trường sẽ quay, phải là quay theo từ trường nhá, vì từ trường quay là khung dây quay, đấy chưa nhỉ? Khung dây quay với tốc độ góc nhỏ hơn, vì động cơ không đồng bộ thì không thể bằng nhau được, nó không đồng bộ thì không bằng nhau. Từ trường quay trước, rotor quay sau, tức là nó sẽ quay tốc độ nhỏ hơn từ trường. Ok không ạ? A chính xác rồi, ba sau là A, thông chưa? Tiếp 37. Điện áp hai đầu cuộn dây nhìn luôn UL phải sớm pha pi trên 2 với I, cái ta bỏ đi này. Đúng không ạ? U0L thì là lấy Y0 nhân với ZL, đúng rồi. 37 là A chính xác. Xong chưa? A nha. 38, mạch này phát ra bước sóng bằng bao nhiêu? Lấy lambda là tính bước sóng nhờ. Là C chia F nha, C chia F này. 3 chia 5 là 0,6. 0,6 mét, đáp án A chính xác. 3 chia 5 là 0,6. Ok không? Bạn ta là A. 39. Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng? Thì sóng điện từ là sóng ngang, đúng này, mang theo năng lượng, đúng này. Sóng điện từ không phải sóng dọc đâu các em nha, nó là sóng ngang, có thể phản xạ khúc xạ giao thoa, đúng rồi, nó là sóng thì có thể phản xạ khúc xạ giao thoa, không truyền được trong chân không là sai, được chưa? Là sai nhá, nó truyền tốt nhất trong chân không đấy. 40. Úi giời, đọc cái này dài không? Thì chú ý này, biểu thức của E đúng không? E0 nó là omega nbs, omega nbs thì cái này không đúng, cái này không đúng, nó thiếu omega, đúng chưa nhỉ? Đây là cái pha của nó, nhìn cho kỹ này. Chọn thời điểm ban đầu là vector pháp tuyến trùng với chiều của B, tức là pha của từ thông phi do cùng chiều nên pha của từ thông phi bằng 0, và pha của E là trễ hơn pi trên 2, từ thông nó sẽ sớm pha hơn pi trên 2 với E, E trễ pha pi trên 2 với từ thông nên pha của E nó phải là trừ pi trên 2, thì cái cốt omega t có pha bằng 0 là sai. Được chưa? Đấy, cốt của trừ pi trên 2 chính là sin 0, đúng không ạ? Cốt âm pi trên 2 là sin 0, nghe chưa?
Đấy, cái thực chất mà đổi về cốt là cốt omega t trừ pi trên 2. Được chưa? Nhá. Khó lại lòng bảng phết đấy. Tiếp 41. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền của hai điểm cùng pha được gọi là bước sóng. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhất trên cùng phương cùng pha đủ 3 điều. D chính xác. 41 là D. Xong chưa? Chết cha được cái câu này không có bút viết kiểu gì bây giờ. Để viết nó hơi xấu anh em thông cảm nhá. Đây, hôm qua vừa học xong ứng dụng của thí nghiệm giao thoa Kay-Young là dùng để đo bước sóng ánh sáng lambda, được chưa? Bằng AI chia D. Có xấu quá không nhỉ? Em nhìn được chữ thế không? Được chưa? AI chia D. Nhá, chia D. Đấy, người ta hỏi là sai số tương đối của bước sóng ánh sáng này, thì các bạn chú ý này, công thức sai số tương đối cực kỳ dễ nhớ. Sai số tương đối của lambda sẽ bằng sai số tương đối của A cộng sai số tương đối của Y. Được chưa? Cộng hết lại. Cho dù trên tử hay dưới mẫu đều cộng hết lại. Nghe chưa? Ví dụ cái nào có mũ 2 cơ thì sẽ là hai lần mũ 2 thì nhân 2, mũ 3 nhân 3 nhá. Ví dụ nó là D bình cơ, D bình nhá, thì là hai lần sai số tương đối của D. Nhưng chỉ có D thôi, chỉ là một lần thôi. Nào, sai số của Khoảng Vân là 1%. Khoảng cách hai khe là 2%, đây là 2% này. Được chưa? Đấy, là của hai khe là A nhá. Khoảng vân Y là 1%. Được chưa? Đấy. Của khoảng cách từ hai cái màn là 1% cộng tiếp 1% vào nữa. Nhá. 2 cộng 1 cộng 1. Lấy máy tính ra bấm. Đúng không ạ? Bấm là mấy game? Là 4. Được chưa? Rồi, A nhá. Chữ hơi xấu anh em thông cảm nhá. Được chưa? Khiếp dặn mãi là được chữ câu đấy. Rồi, tiếp mấy câu cuối nào, nốt đi game. 43. Trong từ trường, úi rồi ôi câu này nhiều bạn ngất. Đây là câu rất khó chịu mà nó đến mức mà các em lớp 11 làm nhiều lần còn bị quên cơ. Phát biểu nào là đúng sai à, gì đây trong từ trường cảm ứng từ tại một điểm thì nó sẽ nằm theo hướng của đường xúc từ. Từ trường thì nó đơn giản là thì nhỉ, nó như kiểu là nó áp dụng cho cả điện trường nhé. Thấy chưa? Đường sức điện là đường mà lực điện tác dụng dọc theo đấy. Nghe chưa? Đấy thì từ trường của chúng ta nó sẽ phải nằm theo hướng của đường sức từ. Nghe chưa? Nằm theo hướng của đường sức từ. Hoặc là ví dụ các bạn nhớ lại định nghĩa của đường sức từ không? Đường sức từ là đường được vẽ trong không gian chứa từ trường sao cho thì nhật tiếp tuyến đến bất kỳ điểm nào cũng trùng với vectơ cảm ứng từ tại điểm đó. Nghe chưa? Đọc cái này dài phết đấy nhá. B chính xác. Nhớ cái này đấy. Cảm ứng từ tại một điểm, vectơ cảm ứng từ ấy nó phải nằm theo hướng của đường xúc từ nha. Vì nó trùng, tức là tiếp tuyến tại một điểm nó trùng với gì nhỉ? Vectơ cảm ứng từ tại một điểm nha. Cái này hơi hơi khó nhớ. Được chưa? Rồi, B chính xác. Chứ nó không nằm theo hướng của lực từ đâu các bạn nha. Nói chung là nó không phải là ngược hướng, ngược hướng là sai. Nó không nằm theo hướng của lực từ. Lấy ví dụ các bạn biết là cái bài vừa nãy này, các em có cái bài này này. Đây cái bài này này. Đây có cái câu này này. Cái câu một ảnh này đấy, vectơ cảm ứng từ và lực từ nó còn vuông góc với nhau, không nằm theo nhau đâu, nghe chưa? Nó vuông với nhau đấy các bạn nha, nên nằm theo hướng của lực từ là sai, nghe chưa? 44. Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất là gì nhỉ? Truyền trong chân không. 44 là A, làm chưa? Nhiễu xạ và giao thoa chứng tỏ rằng ánh sáng có tính chất sóng, đúng không ạ? Nhiễu xạ và giao thoa chứng tỏ rằng ánh sáng có tính chất sóng. 45 là A. Xong chưa? 46. Cường độ dòng điện được xác định bằng biểu thức nào? Từ lâu không đọc thì quên bố bất kỳ định nghĩa của cường độ dòng điện. Cường độ dòng điện là lượng điện tích dịch chuyển qua một tiết diện thẳng của dây dẫn trong một đơn vị thời gian. Tức là nó phải bằng lượng điện tích chia thời gian. Nghe chưa? Cái cường độ dòng điện ấy nó giống kiểu cái lưu lượng nước ấy. Ví dụ lưu lượng nước chảy qua một con sông là bao nhiêu mét khối trên một giây. Vậy thế thôi, nó là bao nhiêu cu lông trên một giây, tức là xét một cái mặt phẳng giây nhỉ, xét một cái mặt phẳng giây, được chưa? Mặt phẳng lõi giây thì có bao nhiêu điện tích nó chảy qua đây trong một thời một giây nhá. Đấy, một giây thì đơn vị, các bạn chú ý này, đơn vị của dòng điện thì ai cũng biết là ampere, nhưng nó còn một đơn vị nữa là cu lông chia giây, nó đo cái lượng điện tích chảy trong một giây qua một mặt phẳng nha, mặt phẳng dây dẫn, được chưa nhỉ?
Đấy. Ngoài đơn vị là ampere thì dòng điện có đơn vị là coulomb chia giây, 46 là C. Đấy chưa? Đấy, chữ xấu quá, đấy chưa? Lượng điện tích chảy qua một tiết diện thẳng dây dẫn trong một đơn vị thời gian, định nghĩa này lòng hoảng phết đấy. Tiếp 47, tính chất nào, hôm nay học rất nhiều lớp 11, nghe chưa? Tính chất nào sau đây của đường sức từ không giống với đường sức điện? Ôi giời ơi. Nào, qua mỗi điểm đều vẽ được một đường sức chuẩn luôn. Đường sức nào cũng vậy, qua một điểm chỉ vẽ được một đường sức, nên các đường sức thì sẽ không cắt nhau. Vì qua một điểm chỉ vẽ được một đường, đây qua một điểm vẽ được một đường chưa? Thì không cắt nhau. Vì nếu cắt nhau thì qua một điểm sẽ vẽ được hai đường. Ok, là chung nhau nhá. Đấy chưa nhỉ? Chiều đều tuân theo những quy tắc xác định, đúng rồi. Ví dụ là đường sức điện thì là dương đi ra, âm đi vào. Đường sức từ thì tùy từng loại dây dẫn khác nhau. Đấy chưa? Vì đường sức từ là xung quanh dòng điện. Đấy, xung quanh dòng điện thì có những loại dây dẫn điện khác nhau, dây tròn, dây thẳng, ống dây. Thì cái đường sức từ nó có nhiều quy tắc xác định hơn là đường sức điện. Đường sức điện chỉ có một cái thôi là dương đi ra, âm đi vào. Đường sức từ thì nó là do là từ trường nó có xung quanh dây dẫn, mà dây dẫn có thể uốn thành nhiều hình dạng khác nhau nha, nên là có nhiều cách xác định đường sức từ khác nhau, thấy chưa? Nhưng nó vẫn tuân theo những quy tắc như kiểu nắm bàn tay phải chẳng hạn, thấy chưa? Nào, chỗ nào từ trường điện trường mạnh thì phân bố đường sức mau, đúng rồi. Nơi nào có điện trường mạnh hay từ trường mạnh, các đường sức từ là mau. Còn nơi nào có từ trường điện trường yếu, các đường sức từ là thưa, nghe chưa? Đấy. Rồi 47 là đúng hết à? Thế à, chẳng có không đúng này. Là đường sức cong các kính, đúng rồi. Con này sai, còn nhớ không thầy dạy không? Điện trường nó có hai loại là điện trường tĩnh và điện trường xoáy. Điện trường xoáy cơ là cái thuyết điện từ Maxwell em học ở lớp 12 ấy nha. Điện trường xoáy là một điện trường biến thiên. Thì điện trường xoáy ấy nó sẽ kín, còn điện trường tĩnh nó không kín nha. D chính xác. Đúng chưa? 48. Công thức tính sôi động cảm ứng theo định luật Faraday. Đây là trừ delta phi chia delta t. Được chưa? VBA chia dây là đơn vị của vôn, đúng không ạ? Nhưng đúng bằng dấu trừ, bởi vì dòng cảm ứng sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân sinh ra nó, nên nó có cái dấu trừ ở đây. Em nhớ chưa? Dấu trừ ở đây nó bằng tốc độ biến thiên của từ thông, tức là bằng độ biến thiên chia thời gian biến thiên. Sôi động là đại lượng đặc trưng cho tốc độ biến thiên của từ thông, nên nó mới bằng độ biến thiên chia cho khoảng thời gian biến thiên. Nói chung đã nhắc cái tốc độ chia cho thời gian, thấy chưa nha, mà dấu trừ nữa vì nó chống lại, thấy chưa? Vì định luật Lenz là sau này em học có những câu rất rất là củ chuối, người ta hỏi câu là định luật Lenz dùng để làm gì. Định luật Lenz dùng để xác định chiều dòng cảm ứng, dòng cảm ứng có chiều chống lại nguyên nhân sinh ra nó, thấy chưa? Hỏi rất rất là một câu rất củ chuối là như vậy nha. Tiếp 49. Đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ là cái gì? Là điện dung, dung là dung chứa. Cái C ấy các bạn ạ, là điện dung đấy, là khả năng dung chứa điện tích trong đấy nha. Điện dung của tụ là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ. C càng lớn thì càng tích được nhiều. Được chưa nhỉ? Vì Q của chúng ta đấy bằng Q, đúng không ạ? Đây là lượng điện tích tích được. Nếu như C mà lớn thì U nó sẽ lớn. Ok chưa? Rồi. 50. Nhìn 50 thế thôi nhưng lại khó nhất. Nhìn câu 50 thế thôi nhưng lại là khó nhất. Mắt cận thị là mắt khi không điều tiết tiêu điểm mắt ở trước võng mạc hay là sau võng mạc hay toàn như thế nào. Đây là một cả một 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 quá trình các bạn nhé. Chú ý này. Ví dụ với mắt bình thường. Đấy chưa? Mắt bình thường là mắt như nào? Mắt bình thường là mắt nhìn được ở xa vô cùng và không cần điều tiết. Được chưa? Mắt bình thường là mắt nhìn được ở xa vô cùng mà không cần điều tiết. Mắt của chúng ta nó như một thấu kính hội tụ. Vì mắt là lồi. Thì hôm nay thầy có giải thích đấy. Thầy có đăng lên trên nhóm đấy. Thầy có đăng lên trên nhóm là mắt con người thì coi như một thấu kính gì? Thì mắt con người thì coi như một thấu kính hội tụ. Vì chỉ có thấu kính hội tụ mới cho ảnh thật nhá. Còn mắt con người không thể là coi như thấu kính phân kỳ được, vì thấu kính phân kỳ cho ảnh ảo. Thấy chưa? Ảnh ảo thì nằm ở phía phía trước trước mắt, nghe chưa? Mà ảnh ảo thì không hiện trên màn được, chỉ ảnh thật ở trên màn thôi. Nên bắt buộc mắt chúng ta nó phải cho ảnh gì nhỉ? Ảnh thật. Thấy chưa? Đấy, mà nó phải là thấu kính hội tụ. Ok không? Hoặc nhớ một kiểu mẹo, thấu kính hội tụ là thấu kính lồi nha. Nhớ này, thấu kính hội tụ nha, hội tụ. Thấu kính hội tụ đấy. Nghe chưa? Chữ xấu quá nhỉ? Là thấu kính lồi
Đúng không ạ? Cách nhớ như nào cho dễ các em? Có vần ôi này, được chưa? Có cùng vần ôi, thấu kính hội tụ là thấu kính lồi. Còn thấu kính phân kỳ là thấu kính lõm. Được chưa? Là thấu kính lõm. Nha, là thấu kính lõm. Xong chưa? Mắt là mắt lồi, mắt có nhìn các bạn nhìn mắt có độ cong không? Mắt em có độ cong, đúng không ạ? Là lồi đấy các bạn, nên mắt chúng ta coi như là thấu kính hội tụ các bạn nha. Được chưa? Ví dụ mắt bình thường này, mắt bình thường là mắt nhìn được ở xa vô cùng, một tia sáng từ vô cùng chiếu đến, nghe chưa? Đấy, thì nó sẽ đi đây. Mắt bình thường là mắt nhìn được ở xa vô cùng và không cần điều tiết. Và khi không điều tiết ấy là cái điểm tiêu điểm ấy nằm đúng điểm vàng, đây điểm vàng của mắt này. Thấy chưa? Đây điểm vàng của mắt. Và một tia sáng từ vô cùng truyền đến là đây. Nó sẽ đi qua tiêu điểm. Và tiêu điểm nằm đúng trên điểm vàng nên chúng ta nhìn rất là dễ ở vô cùng. Tức là càng nhìn xa thì càng tốt. Thấy chưa? Mắt chúng ta sẽ càng thoải mái khi nhìn xa, vì khi nhìn xa là không còn điều tiết. Nghe chưa? Bởi vì khi mà không điều tiết ấy, cái tiêu điểm nằm đúng ở điểm vàng và một tia sáng từ vô cùng truyền đến, nó đi qua tiêu điểm, mà tiêu điểm trên điểm vàng. Được chưa nhỉ? Tiêu điểm trên điểm vàng. Đấy, thì mắt chúng ta nhìn rất tốt ở vô cùng và không cần điều tiết. Đúng không ạ? Lúc này tia sáng đi qua điểm vàng luôn, bởi vì tiêu điểm trùng với điểm vàng. Đây là mắt bình thường nhá. Thấy chưa? Mắt bình thường. Nhưng thở các em này, với mắt cận. Mắt cận nào? Mấy đứa mắt cận trả lời. Mấy đứa mắt cận trả lời cho thầy. Trả lời cho thầy. Trả lời cho thầy. Là gì biết không? Là mắt những đứa cận lồi hơn hay dẹt hơn những đứa mắt đứa không cận? Nào mấy thằng mắt cận, chắc chắn trong đây đang 800 đứa xem thì phải tin, thấy tin đến một nửa số người đang xem là mắt cận. Được chưa? Mắt cận là mắt nó lồi hơn hay mắt nó không lồi các em? Mắt cận mắt nó lồi hơn hay không lồi? Trả lời. Nó có lồi hơn không? Nó sờ đến mắt cái nào. Mắt cận là lồi hơn hay không lồi hơn các em? Mấy đứa mắt cận nó bỏ kính nào xem. Mắt nó lồi lắm gồng ạ. Lồi khủng khiếp luôn. Nó còn dại đấy cơ. Nha. Mắt cận là lồi hơn bình thường. Thấy chưa? Lồi hơn. Tức là em hiểu nó cong hơn bình thường các em. Thấy chưa? Mắt cận là mắt lồi hơn bình thường nha. Lồi hơn tức là độ tụ lớn hơn. Nghe chưa? Lồi hơn tức là độ tụ lớn hơn. Mà độ tụ là bằng 1 trên F. F là tiêu cự đấy. Độ tụ lớn lên, lồi hơn là độ tụ lớn hơn. Mà độ tụ lớn hơn tức là D lớn hơn thì F phải giảm xuống. Đấy chưa? F phải giảm xuống. Mắt bồ câu. Đấy, tiêu cự phải giảm xuống thì độ tụ lớn hơn, độ tụ lớn hơn nó mới lồi hơn. F giảm xuống thì theo các bạn này, đây là OF, đây quang tâm O đây. Từ O đến F nó gọi là tiêu cự đây. Các bạn lưu ý là F của chúng ta trùng đúng điểm vàng thôi nha. Đấy. Với mắt người bình thường là FV trùng nhau, FV trùng nhau. Nhưng với cái người mà bị cận thị ấy thì do F nó bị giảm xuống, đây là F đây này. Đấy, cái đoạn từ O đến F được gọi là tiêu cự F. Do F này giảm xuống nên cái tiêu cự của cái mắt người bình thường, à mắt cận ấy, khi mà không điều tiết ấy, F nó bị giảm xuống chưa? Nên với những người bị cận ấy, cái tiêu điểm nó nằm phía trước điểm vàng. Đấy chưa? Phía trước điểm vàng, tức là nằm trước võng mạc. Đáp án D là chính xác. Được chưa? Nằm trước võng mạc. Nằm trên thì nó là gì nhỉ? Mắt bình thường. Đấy. Nằm sau thì là mắt bị viễn. Đấy chưa? Còn nằm trước là mắt bị cận. Nha. Chữ xấu quá nhỉ. Còn ở sau mắt này. Ở sau mắt thì nhìn vào niềm tin này. Đấy chưa nhỉ? Rồi. D nha. D là chính xác. Rồi. D là chính xác. Và các bạn muốn ôn lại kỹ những cái phần này này, thầy có nói ở đây. Các em có thể lên trên đây này. À trên đây chưa cập nhật cái chưa cập nhật cái cận thị. Thầy cho bạn anh Đỗ cập nhật cận thị cho các bạn. Đây. Các bạn lên trên đây này, học lại phần này này. Thầy chưa cập nhật bài cận thị nhá, nhưng thầy sẽ bài Đỗ cập nhật luôn cho các em. Đây này. Sau bài mắt tí nó sẽ hiện một cái bài cận thị ở đây để cho các em xem lại. Thầy có giảng kỹ về tật cận thị, viễn thị và lão thị. Được chưa? Thầy sẽ có một tí nó sẽ có một cái ô cận thị ở đây. Thầy có dạy rồi. Đây thầy dạy các em lớp 11. Thầy có dạy các em lớp 11. Đây là có dạy các em lớp 11. Nha. Đấy, mà tí nữa cái bài cận thị nó sẽ ở đây nhá. Được chưa? Đấy, thầy quên mất thầy chữ S vào. Sau bài mắt là bài cận thị và viễn thị luôn. Đây này, nó học hết ở đây này. Các bạn lên trên đây này. Tổng ô lớp 11.mastery.vn. Được chưa?
là em học full lớp 11 luôn, full luôn. Dạ, full luôn nha. Chương 6, chương 7 thầy dạy, chương 1, chương 2, 4 thầy Yên dạy nha. Nhiều lắm, các em xem tẹt bô mấy tiếng cơ, mỗi một chương dạy mấy tiếng cơ, rất là nhiều. Nói chung thầy support cho các em rất là kỹ nha, quan trọng là các em có học hay không thôi. Siêu kỹ luôn. Giờ bạn nào mà học được hết cái này là pro đấy. Giờ pro đấy, lên đây mà học nha, đầy đủ hết. Năm nay thì support rất là nhiều. Nào, hôm nay các bạn được bao nhiêu câu trên bao nhiêu câu? Hôm nay các em được bao nhiêu câu trên bao nhiêu câu? Bao nhiêu câu ôn lẹ chứ lú quá à. Đấy, tổng ôn lớp 11.mastudy.vn. Thầy thì được 50/50. Được chưa? Thầy được 50/50. Các bạn được bao nhiêu trên bao nhiêu? À chết, thôi thầy nghỉ đây, đến giờ đi lễ rồi. Mai cuối tuần thử đi lễ đã, chết muộn muộn giờ lễ rồi. Bye bye các bạn nha. Thầy lễ phát ạ. Bây giờ thì không live stream thứ bảy bao giờ. Hôm nay live stream nó lại hơi muộn giờ lễ. Được chưa? Mấy ông đi đạo đi lễ đi nhá. Thầy đi lễ đây. Bye bye các bạn nha. Thầy là đi đạo Thiên Chúa nên là cuối tuần là có lễ. Mà thực ra trước thầy cũng lười thì không đi bao giờ đâu, nhưng tuần này cưới vợ rồi lại đâm ra lại phải đi lễ nhiều. Trước thầy cũng hay lười đi lắm. Ok, thưa bye bye các bạn nha. Chào các em nha. Tăng 2 câu xong rồi tụt 2 câu lên voi xuống chó à. Ok, bye bye các bạn. Chào tất cả các em nha. Chào tất cả các em, bye bye nha. Bye bye các em nha. Chào các em, bye bye nha. Đến giờ lễ rồi các bạn, bye bye các bạn nha. Bye bye các bạn, bye bye các em. Rồi rồi, chào các em, bye bye nha. Có nghe à?